Dạ, Tân xin chào ông bà cô chú á. Thì hôm nay là ngày 29 năm 2021 là cuối năm phải không bà cô chú? Thì hôm nay là tất cả các nhà và các bà cô chú cũng vậy, và anh chị em cũng vậy. Thì cuối năm thì ngày hôm nay là thường thường mình hay rước ông bà về. Đó thì Tân cũng kính chúc bà cô chú và anh chị em mình một năm thật là nhiều tràn đầy hạnh phúc và làm ăn phát tài phát lộc hả bà cô chú. Đó thì Tăng sẽ một xíu nữa thì bà cô chú đón đón xem là Tăng sẽ cập nhật cái vấn đề là qua năm cái thị trường mình mít mình như thế nào ha. Thì vừa rồi cái clip trước Tăng định chia sẻ với bà cô chú mình là trong cái những cái chợ đầu mối, nhưng mà thật sự với một cô chú là trong chợ đông quá chứ, rồi bảo vệ không cho Tân vô quay được đó, thì Tân cũng rất tiếc là không quay được. Thì sau đây thì Tân sẽ về cái nhà Tân ở, thường thường là mỗi năm Tân về đến đây ở khu Bình Dương ở Thuận An, Thuận An với một chút Thuận An, Tân quên Thuận An. Thì cái nhà này á, thì khu xóm đây á, thì Tân sống ở đây thì Tân cũng ít có về đây sống lắm, nhưng mà nhà này thì Tân mua cũng lâu rồi, thì cuối năm hay là cuối tuần gì đó thì Tân mới về đây. Nhưng mà cái thật sự nhưng mà cô chú là cái xóm này á, thật sự nhưng mà cô chú là nó rất là vui và rất là nhộn nhịp và rất là nói chung là chòm xóm với nhau rất là gắn bó với nhau, bà cô chú rất là vui. Có những lúc ví dụ như là ngày chủ nhật hay là ngày lễ ngày Tết ngày gì đó thì tất cả ở xóm quay lại quây quần chung vui đó. Thì dân về cuối năm thì Tân muốn giới thiệu bà cô chú qua chỗ nơi Tân hay sống đó, thì mời bà cô chú theo ha, cái xóm của Tân ha. Nói chung là xóm Tân thì cũng rất là dọn nghiệp bà cô chú. Năm nay thì rằng là bệnh dịch nó rất là khó khăn đó, thì trong cái xóm này thì buổi chiều nay ấy, thì các nhà chuẩn bị giống như cúng rước ông bà này kia nọ rồi vô đó để mà đón năm mới. Thì nguyên cái xóm Tân thì khu này cũng đông lắm mọi chú, trong đông lắm. Đây đây đã Tân đi vòng vòng cho mọi người xem tí xíu đó. Thì cuối năm thì có hay có tổng kết lại rồi ăn tất niên rồi. Ở đây thì Tân cũng ít về lắm, đây qua đây luôn, nhưng mà khu này thì nó sớm thì Tân ấy thôi đó. Thì đây là ông bà cô chú, đây là còn nhà Tân ở đây. Gì con, cái gì sao khóc rồi đó? Quy quy đi chơi rồi, quy lên kia đi chơi rồi, đi chơi đi, vô đi, nghe tắm đi, nghe tốt đi. Mình quay lên truyền hình lẹ đi, lẹ đi, đi. Đây là thương thương bà cô chú, đây là nhà của Tân. Ở thì buổi chiều thì Tân cũng có cúng một mâm buổi chiều giao vợ Tân cúng. Đây là thiện bà cô chú, đây là vợ của Tân. Thì đó giờ chắc bà cô chú cũng chưa có biết. Thì chiều nay thì cha của Tân, cha vợ của Tân cũng cúng một mâm đất đai, nhưng mà ông bà không mặc không mày để phù hộ cho Tân ở con chỗ cục đất này. Đó, thì thầy xin thưa bà cô chú xin vào nhà Tân xem sơ qua. Thì năm nay thì Tân cũng làm đơn giản không bà cô chú ơi, nói chung là ăn Tết cũng đơn giản thôi đó. Thì cái nhà này lúc trước thì Tân cũng buôn bán định bán nó, nhưng mà Tân thấy cũng đẹp quá rồi thôi Tân đã để lại đó. Nhưng mà ở đây thì Tân cũng cuối năm hay là ngày nghỉ rồi á, thì Tân cũng mới về đây, mấy đứa con của Tân về đây chơi. Tại đây thì cái khu này thì cũng xe cộ, thì nói chung trong cái khu dân cư á, xe cộ nó cũng ít đó. Thì cái nhà này nó cũng một lầu một trệt, thì Tân cũng nơi thiệu sơ qua cho mà cũng xem xíu đó. Tại vì Tân mua cái nhà này cũng được là chắc là 7 năm rồi, 7 năm. Vì rồi cũng Tân cũng định bán nó, nhưng mà Tân thấy nói chung ở đây nó cũng yên tĩnh nên năm già Tân cũng để lại, định đổi ra ngoài ở bên quận 12 là khu ở ngoài Bạc Tiền nữa.
mà thôi thì Tân để lại đây không bán nữa đó. Thì đây thì Tân thấy ở đây thì chồng xóm với nhau thì nó cũng cũng là rất là quý mến với nhau, nói chung là cũng rất là thân thiết với nhau đó, thì Tân thấy cũng rất là vui thôi. Ba vợ Tân ở đây rồi thì thôi thì bây giờ Tân sẽ chia sẻ với ông bà cô chú là cái vấn đề cuối năm nay là cái thị trường mít của mình đó. Cái thị trường mít của mình nó là vấn đề gì? Thứ nhất á, là giá thì nói chung là cũng được tăng giá lên đó, thì theo Tân nắm được á, thì giá nó rơi vào 14.000 là cái loại một á, loại A bây giờ là làm loại A lại rồi, loại B đó. Thì còn cái vấn đề mà qua năm á thì Tân nghĩ á là cái giá nó sẽ tăng lên nữa bà cô chú đó, là thì đâm ra bà con mình cũng cái được có một cái là đừng có kiểu như là đừng lo lắng quá. Vừa rồi Tân có nói bà con mình là vấn đề gì, cái thị trường mít mình á thì nói chung vừa rồi bệnh dịch với cửa khẩu không có đi được khó qua, đâm ra là cái giá cả mình mới ảnh hưởng. Thì Tân cũng có nói mà cô chú thôi cố gắng để mình số nào còn thì cố gắng để lại, còn số nào mà gần hết bông á, thì mình làm lại cái tháng 8 qua tháng 2 mình làm, còn bây giờ á, thì cái số nào mà còn trái lại á, thì bà cô chú ráng cố gắng để mà chăm sóc qua năm. Ta nghĩ là cái giá nó sẽ tốt bà cô chú đó, đâm ra là bộ chú đừng có kiểu như phải trong lúc này đừng có vội vàng bán quá, cứ việc để neo đó lại đó, là ta nghĩ là nó sẽ có giá. Tại thứ nhất là vừa rồi bà cô chú thấy giá bấp bênh quá cũng bỏ cũng rất là nhiều, và cũng cái cổ đợt này nó cũng đã giảm rất là nhiều rồi, nói chung là nó còn khoảng tầm khoảng 30% nữa thôi đó, thì giá sắp tới ta nghĩ nó sẽ tăng, nó sẽ tăng ít hay nhiều hay gì ta không biết, nhưng mà thật sự là sẽ tăng, có thể là từ giá qua bước cái mốc là 20.000 trở lên, không mà cô chú đó trở lên đó, tại thằng nói trở lên đó. Thì đây thì Tân còn một cái lầu trên đây, nói chung là cũng nhà Tân thì có một lầu với 4 phòng đó, thì Tân cũng hơi chia sẻ với bà cô chú biết qua sơ qua để nói đó. Giờ Tân cũng không biết nhà ta quay ở thường là bà cô chú xem ở những cái clip ở dưới xưởng không à, còn cái nhà không biết đâu. Hôm nay thì Tân sẽ về trên này thì Tân sẽ review và chia sẻ cho bà cô chú và cái xóm của Tân sống như thế nào, ở đây có đông vui hay không. Nói chung là thật sự đây rất là đông vui bà cô chú, rất là đông vui đó, bà con thấy không, nói chung là cũng náo nhiệt rồi, cũng có cái vấn đề là cái mùa xuân lắm đó. Thì Tân thấy khi mà cái đợt dịch vừa rồi thì Tân không có ở đây đó, Tân ở Tiền Giang, ở đây thì Tân nghe nói cũng ảnh hưởng rất là nặng, thì Tân cũng ở dưới không có về trên này được đó, thì Tân cũng rất là mừng. Thì bây giờ mấy anh chị em dòng sở ở xóm này nói chung không có biến cố gì xảy ra thì bình an hết, thì Tân cũng rất là cảm ơn trời Phật cũng phù hộ cho cả xóm bình an trên được ngày hôm nay, giúp ai cũng mạnh khỏe và làm ăn trở lại đó. Thì Tân thấy cũng rất là hạnh phúc những cái chỗ mà Tân đã từng sống đó, thì Tân cũng cầu mong năm tới bệnh dịch đã tạm thời ổn, thì Tân cũng rất là cầu mong là năm tới cuộc sống sẽ lại bình thường và tất cả bà con mình làm ăn buôn bán và trồng trọt gì á thì sẽ thuận lợi được đó. Thì một lần nữa thì thôi thì Tân xin chia sẻ với bà cô chú rồi. Sắp tới thì Tân cũng năm nay thì năm tới thì có thể là Tân sẽ đi tới làm tới
tới mùng 10 thì Tăng sẽ khai trương lại. Tăng xin khép clip này lại với ông bà cô chú, hẹn lại ông bà cô chú những clip sau, và Tăng sẽ có cái cập nhật thông tin gì mới thì Tăng sẽ cập nhật tiếp tục. Và ông bà cô chú cũng cho phép Tăng là từ đây tới đầu năm Tăng sẽ có cái clip, những clip trong gia đình đó, thì chia sẻ trong gia đình và cái cuộc đi chơi của Tăng này kia nọ, Tăng xin up lên cho bà cô chú xem. Và thôi, Tăng xin cảm ơn bà cô chú và hẹn lại bà cô chú, hẹn lại phía sau, tạm biệt bà cô chú rất là nhiều ạ.